Có một anh chàng, ảnh rất phân vân về cái chuyện thiên đường và địa ngục. Anh không biết thực có thiên đường và địa ngục hay không, mà nếu có thì thiên đường ở đâu và địa ngục ở đâu. Rồi một hôm anh đến chùa lễ Phật. Lễ Phật xong, anh đi vãn cảnh chùa thì tình cờ anh gặp được sư trụ trì của ngôi chùa đó. Anh đến mới thưa với sư rằng: dạ thưa sư, con nghe giáo lý nhà Phật có nói về thiên đường và địa ngục. Vậy thì xin sư chỉ cho con thiên đường ở đâu và địa ngục ở đâu. Sư trụ trì mỉm cười. Ngài mới hỏi anh rằng: con làm gì trong cái xã hội này? Có nghĩa là con làm cái nghề nghiệp gì đó. Anh trả lời với cái vẻ tự đắc: dạ thưa sư, con làm giám đốc của một công ty, và công ty của con cũng có được hơn 500 nhân viên. Sư trụ trì mỉm cười nhìn thẳng vào mặt anh, phán một câu sanh rờn: cái mặt ngu như con, dốt như con mà cũng làm giám đốc à? Ta nghĩ con đi bán vé số cũng chẳng ai thèm mua, ấy vậy mà làm giám đốc giỏi thế. Nghe sư trụ trì mà lị mình, nói xấu mình, anh liền nổi đó, anh nổi cáo lên. Anh bực tức, anh hằng học, anh dùng cái lời nặng nhẹ để trả lời lại sư trụ trì. Anh nói: là một ông thầy tu mà ông lại dùng lời nặng nhẹ, ông lại nói xấu tôi, ông sỉ vả tôi. Trong khi đó tôi hỏi ông một câu hỏi rất là ý nghĩa, ông không trả lời thì thôi, mắc mớ gì ông lại sỉ nhục tôi như thế. Thấy anh hằng học nóng giận như thế thì sư trụ trì mới nói: nè con, cửa địa ngục đang mở. Khi nghe sư trụ trì nói nè con, cửa địa ngục đang mở, thì anh chợt nhận ra một điều gì đó. Rồi anh khoanh tay lại, giọng nói nhỏ nhẹ: dạ thưa sư, con biết con sai, sư cho con được xin lỗi. Sư trụ trì mỉm cười: này con, cửa thiên đường đang mở để đón bước chân của con. Qua câu chuyện này, các bạn đã thấy được thiên đường và địa ngục chưa? Thường chúng ta cứ nghĩ thiên đường là ở trên trời, có tiên nữ, rồi hàng ngày cởi mây lướt gió, bay đi nơi này nơi khác, rồi đùa giỡn đờn ca sáo thổi vân vân. Đó là thiên đường. Rồi chúng ta nghĩ là địa ngục là có núi đao, chảo dầu sôi, có đầu trâu, có mặt ngựa vân vân. Đó là chuyện của xa xôi, xa vời. Mở cửa đón chúng ta là khi chúng ta biết thương yêu, biết hòa đồng, biết chia sẻ, biết nâng đỡ, biết giúp đỡ người khác. Còn khi chúng ta sống ích kỷ, nhỏ nhen, tị hiềm, ganh ghét, đố kỵ thì đó là địa ngục. Cũng lại có một anh chàng, đêm đó anh nằm mộng. Anh thấy mình đi xuống địa ngục. Ở dưới địa ngục lại có một cái bàn ăn dọn ra, có rất nhiều thức ăn. Và có những cái đôi đũa được dọn sẵn trên bàn. Mỗi một đôi đũa anh ước chừng dài khoảng 2 mét. Và đến giờ ăn thì tất cả những con người ở trong địa ngục đó họ xúm lại, họ ngồi lên. Ai cũng dành phần thức ăn về mình. Nhưng các bạn biết cái đôi đũa nó quá dài cho nên ai cũng tham đó, gắp thức ăn đưa vào miệng của mình, đũa quá dài lại đụng người ngồi bên cạnh. Đụng người ngồi bên cạnh thì thức ăn rớt, không ăn được. Thế là họ nổi cáo với nhau, họ đánh đấm nhau và cuối cùng họ hất đổ bàn thức ăn và không ai ăn được. Cũng trong giấc mộng đó, sau khi đi xuống địa ngục thì anh lại được lên thiên đường. Anh thấy trên thiên đường cũng chẳng khác gì địa ngục. Cũng một cái bàn thức ăn, có nhiều thức ăn thịnh soạn được dọn ra và cũng đôi đũa dài khoảng 2 mét. Đến giờ ăn, tất cả mọi người ở thiên đường, họ đến và chào hỏi nhau, cười nói rất là vui vẻ. Rồi họ ngồi xuống, người này gấp và đút người kia ăn. Người kia gấp đút người này ăn, họ ăn trong vui vẻ,
trong tình thương chan hòa, và họ có một bữa ăn rất là ngon với đầy tiếng cười và sự thương yêu. Như vậy, chúng ta xem lại hàng ngày chúng ta đối xử với nhau như thế nào thì biết mình là con người có mặt ở thiên đường hay là mình là người sống trong địa ngục. Nếu như chúng ta chỉ nghĩ đến cho mình mà người khác như thế nào mặc kệ họ, ta chỉ biết phần lợi ích về ta, thì đó là con người đang sống trong địa ngục. Biết thương yêu, biết hòa đồng, biết chia sẻ, biết nâng đỡ, đó là sống ở thiên đường. Thí dụ, ta là giám đốc, ta là quản lý, hay là ta là trưởng phòng của một công ty, một cơ quan nào đó. Chúng ta luôn khó khăn hà khắc và chúng ta tìm cách đè bẹp những nhân viên, những người dưới ta. Thưa, đó là chúng ta đang sống ở trong địa ngục. Còn như chúng ta là giám đốc, là trưởng phòng, là quản lý mà ta luôn tìm cách để nâng đỡ, giúp cho người dưới của chúng ta có cơ hội được thăng tiến, thì đó là chúng ta đang sống ở trong thiên đường. Như vậy thì trong tất cả các mối quan hệ trong đời sống này, nếu như chúng ta biết sống chan hòa, biết vui vẻ với nhau, thì chúng ta đang là những con người sống ở thiên đường. Còn chúng ta sống mà luôn luôn tìm cách để đè bẹp nhau, để hãm hại nhau, thì đó là ta sống ở trong địa ngục. Thiên đường và địa ngục có mặt ở nơi đây. Như vậy thì hãy cố gắng chế tác để cho tất cả những năng lượng tốt luôn luôn có mặt với ta từng phút từng giây, từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến tối, và từ tối cho đến khi chúng ta bước chân lên ngủ. Hãy để cho tất cả những năng lượng tích cực nó bao lấy đời của ta, đừng để tiêu cực có mặt, thì cuộc đời này là thiên đường và ta là người sống trong thiên đường. Xin cầu chúc cho tất cả chúng ta là những con người thoát ra khỏi địa ngục và sống trọn vẹn với cái thiên đường của chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có cái anh chàng đó, anh kể cho Minh Thiền nghe một cái câu chuyện về ma heo mà Minh Thiền đem ra kể cho các bạn nghe. Thì tùy theo cái nhận định của các bạn, chuyện này có thật hay không thật, Minh Thiền cũng không bắt các bạn tin hay là không tin. Câu chuyện nó thế này nè. Gia đình anh có một cái lò mổ, hàng ngày như vậy là giết vài chục con heo để cung cấp thịt cho tất cả các chợ ở trong huyện. Những nơi xa thì dùng xe tải vận chuyển thịt heo để đến bỏ cho bạn hàng để bán. Có những nơi gần gần thì từ các bạn hàng đi xe đến và lấy thịt về. Thường thì người ta đến lấy thịt là khoảng tầm 3 giờ rưỡi đến 4 giờ mới lấy thịt về bán. Mà hôm đó không biết có cái chú đó, không biết tại sao mà chú tới rất sớm luôn. Tới mà lò mổ chưa hoạt động thì chú đã đến rồi. Cũng nhờ chú tới sớm mà chú thấy một cái cảnh tượng vô cùng hãi hùng luôn, kinh khủng lắm xảy ra. Và chú la tóm lên là có ma, có ma. Nghe tiếng la của chú thì hai vợ chồng anh chủ lò mổ này mới mở cửa nhà tung ra, tưởng là có trộm cướp gì chứ. Nhưng mà khi vừa mở cửa ra thì cô vợ ngất xỉu ngay tại chỗ, còn anh chồng thì đứng như trời trồng, bởi vì cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt của mình mà chưa bao giờ anh ta thấy. Các bạn biết anh ta thấy cảnh tượng gì không? Đó là anh thấy có vô số con heo không có đầu, máu me toàn thân, đi ngổn ngang ở trong lò mổ của mình, kêu lên những tiếng rất là bi thiết, thảm thương và ai oán. Vợ anh ngất ngay, còn anh thì đứng như trời trồng. Thế rồi mọi người xung quanh họ thức dậy, họ mới mở cửa ra có chuyện gì, thì họ mới tìm mọi cách để làm cho vợ anh tỉnh lại. Khi vợ anh tỉnh lại thì mới nắm tay anh, nói trong ràn rụa nước mắt là: anh ơi, mình bỏ nghề đi, dẹp lò mổ đi, người ta đến đòi mạng đó. Thì chị mới kể lại là khi mà chị ngất đi đó, chị thấy có vô số cái con người không đầu đi đến bên chị và nói là hãy trả lại đầu cho tôi, trả lại đầu cho tôi. Thưa các bạn, từ đó hai vợ chồng dẹp lò mổ. Mặc dù kinh tế của gia đình đang phất lên rất là nhanh nhờ lò mổ, mà gia đình có tất cả những của cải vật chất, nào nhà, nào xe, nào ruộng, nào vườn, vân vân. Hai vợ chồng bỏ nghề
đi đến chùa quy y và sám hối. Sau đó hai vợ chồng cứ hàng ngày ăn chay niệm Phật, không làm cái việc sát sanh nữa, mà đem tất cả những của cải mình có đó đem đi ra để mua tất cả các loài vật để phóng sanh. Vì hai vợ chồng quan niệm rằng mình đã nợ quá nhiều sinh mạng rồi, bây giờ phải cứu sinh mạng lại để chuộc lại những cái lỗi lầm của mình. Các bạn có quyền tin, có quyền không tin. Nhưng Minh Thiền nói với các bạn rằng trong cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, và quy luật của nhân quả có vay là có trả. Khi chúng ta mượn nợ của người khác thì phải trả, không trả thì chúng ta phải bỏ nhà bỏ cửa để trốn đi nơi này nơi kia, chứ làm sao có thể sống hiên ngang khi đối diện với người ta hàng ngày mà nợ vẫn đầy đầu không trả. Mượn bằng tiền, trả bằng tiền, nợ ân tình, trả bằng ân tình, nợ sinh mạng, trả bằng sinh mạng. Đó là điều không thể sai chạy trong quy luật của nhân quả. Và xin thưa với các bạn rằng tất cả những cái món ăn được dọn lên, các bạn thấy nó là tươi ngon, nó là bổ dưỡng, nhưng không, chỉ cần chúng ta chú ý quan sát, nhìn sâu một chút, chúng ta sẽ thấy được sự oán hận, căm hờn nó nằm trong từng thớ thịt. Và khi chúng ta ăn những thức ăn đó vào, chắc gì nó đã bổ dưỡng, mà trái lại nó là thuốc độc đấy. Thế cho nên đừng bảo sao tại sao loài người ngày hôm nay có quá nhiều những cái bệnh đau, những cái bệnh kỳ quái. Ồ, những cái bệnh kỳ quái đó nó xảy ra từ đâu? Từ trên bàn ăn của chúng ta đấy. Họa tùng khẩu sức, bệnh tùng khẩu nhập, đó là lời của người xưa nói. Cái tai họa nó đến từ cửa miệng của chúng ta. Khi chúng ta nói những điều không tốt thì cái họa nó đến ngay. Còn khi chúng ta ăn mà không biết tiết chế, ăn vô độ, ăn không biết kiểm soát, ăn bởi lòng tham, chúng ta giết sinh mạng của loài vật để ăn, thì tất cả mọi cái bệnh sẽ đến với chúng ta. Khi các bạn giết một con vật, nó đâu có nằm im cho các bạn giết đâu. Nó sẽ giãy giụa, nó sẽ giãy giụa, nó sẽ gào thét, và cuối cùng nó vẫn chết trong tay của các bạn. Nó chết trong sự oán thù, căm hận. Cái cơn giận của nó tỏ ra từng tế bào, từng thớ thịt. Và khi các bạn ăn vào thì các bạn đang ăn cái giận, ăn cái hờn, ăn cái oán trách của nó. Khi các bạn ăn cái xác thân của nó vào trong người của các bạn thì các bạn sẽ đón nhận đó là bệnh, những cái căn bệnh quái ác. Rồi khi con vật nó chết đi đó, cái hồn của nó đó đâu có tha thứ cho các bạn đâu. Nó luôn lẩn quẩn theo các bạn, cho một ngày nào đó có cơ hội để báo thù. Cho một ngày nào đó có cơ hội để báo thù. Cho nên tại sao chúng ta lại gặp những cái chết rất là vô lý. Tự nhiên ngồi ở trong nhà cũng chết, đi ra vừa bước chân ra ngoài cửa cây ngã cũng chết. Họ vừa mới leo lên xe chạy ra chưa được bao xa thì bị xe tông chết, vân vân. Tất cả những cái đó đều có nguyên do cả, mà với con mắt thường mình không nhìn thấy được thôi. Đôi khi nó là sự oán thù của những sinh linh đã chết dưới bàn tay của ta. Cái bao tử của mình là một cái nghĩa trang, là một cái nghĩa địa chôn vùi biết bao nhiêu là sinh mạng ở trong này rồi, mà không bao giờ mình biết dừng lại. Cho nên thôi, bỏ đau xuống đi, quay lại tập ăn chay, bớt, đừng có sát sanh nữa. Bởi vì giết sinh mạng rồi phải trả nợ bằng sinh mạng. Các bạn thấy mình bây giờ bị nhức răng, bị gãy tay, bị té xe trầy trụa một chút, mình đã đau, mình đã bi thương, mình thống thiết rồi. Hà huống chi chúng ta lại đè loài vật ra để cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng. Các bạn nên nhớ, nó cũng sợ đau, nó cũng có sự sống. Và nó chỉ khác chúng ta về cái hình dáng ở bên ngoài thôi, chứ còn tất cả mọi cái cảm xúc, cảm giác nó đều như chúng ta. Thế cho nên hãy cố gắng thương yêu loài vật nhiều hơn, tập ăn chay đi cho thân nó được khỏe, ít đau, ít bệnh, chứ không có oán thù. Mình sát sanh nhiều quá, đi đâu chó nó cũng sủa mình hết. Bởi vì sao? Bởi xung quanh mình toàn là những vong hồn, những quan hồn nó theo, nó chờ ngày để đòi mạng, chờ ngày để trả thù. Cho nên cầu mong cho tất cả chúng ta hãy thể hiện tình thương với tất cả mọi người, mọi loài. Hãy cố gắng đem tình thương của mình để ban rải vào lòng đời, ban rải vào lòng nhân thế, để chúng ta có cuộc sống yên bình, không oán thù. Có một bạn hỏi thầy, trong xã hội ngày hôm nay có quá nhiều tôn giáo, vậy con nên theo tôn giáo nào? Thầy trả lời, con nên theo tôn giáo của trái tim con. Khi
Khi trái tim của con biết gõ nhịp cảm thông, biết nâng đỡ, biết chia sẻ, biết tha thứ và biết thương yêu một cách chân thành, đó chính là tôn giáo thiết thực, là tôn giáo sống và là giáo lý vượt trên mọi nền giáo lý, cũng là vị giáo chủ tối cao mà con cần phải tôn thờ, học hỏi và trung thành tuyệt đối. Trong cuộc sống này, có là tín đồ của tôn giáo hay không là tín đồ của tôn giáo không còn là điều quan trọng nữa, mà quan trọng hơn hết là chúng ta sống đối xử với nhau có nhân nghĩa đạo đức hay không. Nếu chúng ta tự nhận mình là tín đồ của một tôn giáo mà sống thiếu nhân nghĩa, thiếu đạo đức, sống không có thương yêu, chúng ta sống với tâm thù hằn, ghét bỏ, sống với oán giận, sống với lòng tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, chúng ta có tôn giáo nhưng không có đạo đức. Vì vậy, nền giáo lý của các tôn giáo bắt buộc phải là nền giáo lý dạy con người từ tối để đi ra sáng, từ cái chỗ bất thiện để đi vào chỗ thiện, từ cái con người không hoàn hảo để dần trở thành con người hoàn hảo, từ cái bất an đau khổ trở thành an lạc hạnh phúc. Nếu nền giáo lý của tôn giáo không dạy được con người điều này, nền giáo lý đó là nền giáo lý rỗng, là nền giáo lý chết. Giáo lý của các tôn giáo mà dạy con người, hướng con người rời bỏ thực tế, sống mơ mộng ảo huyền về một thế giới xa xôi nào đó, thì tôi khuyên các bạn nên mạnh dạn, nên xa lánh tôn giáo đó đi, bởi đó không phải là tôn giáo chân chánh, nó chính là tà giáo, là tà thiết. Các bạn theo nó không có lợi ích chi cả. Các bạn không cần theo một tôn giáo nào, nhưng các bạn sống tốt, sống hết lòng trong cuộc đời này, khi các bạn trải lòng mình ra, sống nhân nghĩa, sống đạo đức, thì đó đã là tôn giáo rồi. Thế nên, trong cuộc sống này, có thể thiếu tôn giáo, nhưng đừng thiếu đạo đức. Thiếu tôn giáo, chúng ta không chết, nhưng thiếu nhân nghĩa, thiếu đạo đức là chúng ta đang tự hủy hoại đi đời sống của chính mình. Lại một điều nữa, có những người khi chưa trở thành tín đồ của tôn giáo, họ sống chan hòa, sống thân thiện với mọi người. Nhưng từ khi trở thành tín đồ của tôn giáo nào đó rồi đó, họ trở thành một con người cục bộ, ích kỷ, hẹp hòi. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhìn vào người bạn, nhìn vào người đồng nghiệp, nhìn vào người hàng xóm của mình, thấy người đó không cùng tôn giáo, không cùng đạo với mình, cho nên họ đem lòng ghét bỏ. Như vậy thì các bạn học được giáo lý, học được tín điều, nhưng các bạn không học được nhân nghĩa, không học được đạo đức. Các bạn có thể trở thành một tín đồ ngoan đạo, nhưng các bạn trở thành một con người xấu, một con người tệ giữa xã hội này. Thế cho nên chúng ta phải làm sao nâng cao giá trị phẩm chất của đời mình lên. Giáo lý của tôn giáo nếu chân chánh thì phải dạy cho chúng ta có niềm tin, có thêm năng lượng để chúng ta làm tốt mọi thứ mà vốn dĩ không có tôn giáo ta đã làm tốt, nay có tôn giáo ta lại càng làm tốt hơn nữa. Như vậy tôn giáo đó mới thật sự thiết thực và đem lại lợi ích cho cuộc đời này. Nên mạnh dạn từ bỏ những giáo lý, những tín điều không thiết thực trong đời sống, mà nó chỉ hướng chúng ta đến mơ mộng viễn vông. Từ bỏ nó đi để đời sống của chúng ta tươi sáng, an nhàn hơn. Và điều cuối cùng thầy xin khuyên, không tôn giáo không chết, nhưng thiếu nhân nghĩa, thiếu đạo đức, chúng ta tự hủy hoại và tự giết chết bản thân mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Minh Thiền đi dẫn chương trình Đại lễ Phật Đản tại chùa Minh Đức ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Khi cử hành lễ xong tới phần nghi thức tắm Phật đó, thì mình ổn định cho đạo tràng cứ từng tự thứ lớp đi lên tắm Phật, đi trong tiếng niệm Phật trang nghiêm và thanh tịnh để tạo thêm cái phước lành cho những người Phật tử họ hiện diện trong đạo tràng.
bởi dùng tâm thanh tịnh thành kính đối với Phật mà tắm Phật. Trong số Phật tử lên tắm Phật có một bà cụ độ chừng khoảng hơn 80, thì Minh Thiền để ý là bà có tật ở dưới chân, cái chân bà đi không có lành lặn như chúng ta, bà phải chống một cây gậy bước đi rất là khó khăn. Minh Thiền thấy bà lui về phía sau tất cả, bà đứng hướng về Đức Phật, bà chắp tay niệm Phật rất thành kính. Minh Thiền muốn ưu tiên cho bà được tắm Phật trước, nên Minh Thiền đi đến và nói: cụ ơi, con mời cụ lên tắm Phật. Bà cụ chắp tay cảm ơn và nói: dạ con cảm ơn thầy, nhưng thôi con muốn đứng đây để nhìn Phật lâu hơn một chút, vì con không biết năm sau mình có cơ hội để đi tắm Phật, để thấy Phật nữa hay không. Và con thì bị cái chân có tật nguyền, nếu mà con đi lên á thì sẽ cản trở mất thời gian của mọi người nhiều lắm, nên thầy cho con đứng đây một chút, con tắm sau cùng cũng được. Nghe bà nói mình thấy thương ghê. Từ cái lời nói của bà cụ á, mình soi sáng lại mình thấy hổ thẹn vô cùng nha. Minh Thiền đã từng chứng kiến rất nhiều đạo tràng Phật tử lành lặn khỏe mạnh, nhưng đến khi tắm Phật đó thì chen nhau giành nhau chạy lên tắm Phật, vì chuyện giành tắm trước thôi mà nhiều và rất nhiều nơi, nhiều và rất nhiều con người đã cự cãi nhau, để rồi làm cho buổi lễ nó mất đi phần trang nghiêm thanh tịnh của nó. Chúng ta thấy rõ điều này, Phật không có dơ để chúng ta tắm. Tắm Phật là một cái hình ảnh mang cái ý nghĩa là con mượn gáo nước này để tắm Phật, để thầm nhắc nhở chính bản thân con phải tắm gội thân tâm của con cho trong sạch, cho thanh tịnh, chứ không phải Phật dơ mà con tắm. Nhưng chúng ta không hiểu cái nghĩa đó, cứ nghĩ rằng tắm để cho Phật sạch, tắm để cho mình có phước. Nếu như mình tắm Phật mà tranh giành, tắm Phật với cái tâm mà muốn đi trước, đi trên người khác đó, cái tâm đó là cái tâm tổn phước, cái tâm đó nó không có phước báo. Cho nên Minh Thiền đi đâu cũng muốn Phật tử thanh tịnh, trang nghiêm, cứ từ tốn mà tắm Phật. Chúng ta một năm có một lần để đón mừng Ngài Đức Phật đản sanh, vậy mà chúng ta về chùa không chịu dành thời gian để mà làm cho thân tâm mình được thanh tịnh, được bình yên, rồi chúng ta cứ giành giật chen nhau. Chúng ta giành để làm gì? Để muốn tắm xong sớm để làm gì? Xuống bếp ăn à? Đâu có được ăn trước đâu. Hay là chúng ta tranh thủ chúng ta về, chúng ta đưa đón con đi học, hay là còn công việc, còn bạn bè, còn hẹn hò. Nếu như vậy thì chúng ta không dành trọn vẹn cái tâm tình của mình cho Đức Phật. Một năm có một ngày là ngày của Đức Phật thị hiện ra cuộc đời, vậy thì chúng ta dành một ngày trọn vẹn cho Đức Phật có sao đâu. Nên Minh Thiền hãy nói, Phật tử nào mà nhường người khác tắm Phật trước, mình cứ từ tốn nhẹ nhàng, khiêm hạ tắm sau cùng, người đó có phước rất là lớn. Ở đây mình mượn lời của bà cụ để nhắc nhau. Bà cụ nói rằng, con không biết con còn cái cơ hội để đi tắm Phật, để nhìn Phật nữa hay không. Tâm hồn bà thật là tốt, thật là tuyệt vời. Bà nói rằng, con đi lên làm cản trở người khác, phiền hà người khác, thôi cho con đứng đây cũng được, con tắm sau cùng cũng được. Tuy cái việc làm đó, lời nói đó mình thấy dường như đơn giản, ai cũng có thể nói được, nhưng cái hành động nhỏ này hiếm có người làm được lắm. Minh Thiền đã từng chứng kiến có những ngôi chùa Phật tử chen nhau tắm Phật rồi ngã đổ tượng Phật luôn. Tượng đản sanh nhiều thầy quý cô phải ôm đem vào trong chánh điện cất. Phật tử giành giật lấy nước, lấy cái nước tắm Phật đó, có người lấy chai nhận cái chai vào trong thao nước, có người thì nhúng tay của mình vào trong thao nước tắm Phật để rồi phát lên đầu, phát lên mặt, phát lên vai. Họ nghĩ rằng cái nước đó làm cho họ hết bệnh. Xin thưa rằng ai cũng giành giật lấy nước, muốn uống cái nước đó, muốn dùng cái nước đó để rửa mặt, để khoát lên đầu, để thoa lên người, để cho bớt đau bớt bệnh. Nhưng xin thưa, đó là niềm tin mù quáng, nó không có thực tế, và cũng không có cái điều gì để chứng minh cái nước đó có thể làm cho chúng ta hết bệnh. Vậy mà chúng ta giành giật với nhau để rồi tổn phước, để rồi gây mất sự trang nghiêm, thì chúng ta đã
tự làm cho bản thân mình nhớ nhiễm. Đi tắm Phật mà tâm mình vô cùng dơ. Mình thấy rõ ràng rằng bà cụ nói không còn cơ hội để thấy Phật, để tắm Phật. Đó là muốn nói với chúng ta là cuộc sống nó không đảm bảo điều gì phía trước. Đó là một tâm hồn lành lặn nằm trong một cơ thể khiếm khuyết. Đó là một trái tim tràn đầy nhựa sống nằm trong một thân thể, một sức khỏe đang bị suy kiệt theo ngày tháng. Mình nhắc nhở nhau đôi điều để làm cái quà tặng cho mùa Phật đản. Nói ra điều này không phải để trách, để hờn, cũng chẳng vui vẻ gì khi nói ra những điều này. Nhưng mà mình thì muốn nhắc Phật tử đi tắm Phật hay là giữ tất cả những buổi lễ ở chùa đó, mình cứ trang nghiêm nhẹ nhàng từ tốn thôi. Đừng có dành chỗ đứng, đừng có dành chỗ ngồi để rồi gây tổn phước, gây mất trang nghiêm. Cầu chúc cho tất cả chúng ta có một mùa Phật đản thật là ý nghĩa, và cầu mong cho tất cả vạn loại chúng sinh được tắm mình trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.